tại một khách sạn ở thành phố Sông Nam gần thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Hơn 100 người đang tham dự một sự kiện mai mối đặc biệt, bởi thay vì một đơn vị tư nhân tổ chức như thông thường, sự kiện này lại do chính quyền thành phố lo liệu. Ở đây có rượu vang, sô-cô-la và những bàn tiệc xa hoa, thậm chí có cả dịch vụ trang điểm miễn phí trước khi gặp mặt. Mục đích là tạo không khí thoải mái nhất cho người tham gia. Chị Lee Yumi là một trong những người như thế. Do quy mô sự kiện có hạn nên phải sau 3 lần đăng ký, chị mới được mời tham gia sự kiện. Để lập gia đình, tôi cần gặp được một người phù hợp trước, sau đó mới xem xét liệu mình có hoàn cảnh tốt để sinh con hay không. Vì có rất nhiều việc phải chuẩn bị nên tôi cảm thấy áp lực đặt trên vai mình vô cùng lớn. Sự kiện này là một phần trong nỗ lực đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm ở Hàn Quốc, nơi khái niệm hôn nhân đang ngày càng trở nên kém hấp dẫn với giới trẻ. Kinh tế suy giảm khiến một số người trong độ tuổi lập gia đình phải đắn đo nhiều về chuyện kết hôn. Tất nhiên, tỷ lệ sinh thấp không thể giải quyết được chỉ với một chính sách. Chúng ta cần có những biện pháp toàn diện. Hiện tại, chúng tôi đang giải quyết các vấn đề như nhà cho thuê, cung cấp nhà ở và phúc lợi cho những cặp vợ chồng mới cưới. Tỷ suất sinh của Hàn Quốc năm ngoái đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 0,78, tức là trung bình mỗi phụ nữ sinh 0,78 trẻ. Con số này thấp hơn nhiều so với tỷ suất trung bình 1,58 của các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Những động thái tích cực của chính quyền thành phố Sông Nam đã cho thấy sự nỗ lực của chính quyền các địa phương ở Hàn Quốc trong việc khắc phục tỷ lệ sinh thấp.